Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài số 4 ở cái phần số 2. Thì ở trong cái video hướng dẫn này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà cài đặt một cái software từ mã nguồn ở trên hệ điều hành Linux. Thì các cái phần chính trong bài nha, thì ở phần số 1 thì sẽ trình bày các cái bước chính để mà làm sao để mọi người làm cái công việc. Và một cái demo cụ thể là mình sẽ thử cài đặt web server Apache ở phiên bản 2.4.18. Cái bước chính của trong cái quá trình cài đặt software từ mã nguồn bao gồm cái bước 1 là các bạn phải đi download về cái sụp của chương trình đó. Bước 2 là các bạn sẽ giải nén cái sụp chương trình đó vào bên trong một folder. Bước 3 là các bạn sẽ tạo cái file configure cho cái chương trình. Bước 4 là các bạn biên dịch cái chương trình đó bằng lệnh make. Bước cuối cùng là các bạn dùng câu lệnh make install để các bạn cài đặt các cái chương trình vào bên trong cái máy tính của mình. Thì cái công việc mà cài đặt software từ mã nguồn nó là một cái việc có thể nảy sinh ra rất là nhiều lỗi trong quá trình thực hiện. Và cái máy Linux của mình ở đây á, nó cần phải thiết lập được tốt các cái bộ thư viện cần thiết. Thì bây giờ để mình làm cái việc này á, thì các bạn phải đảm bảo rằng là cái máy tính của mình ở đây nó đã có cái địa chỉ IP và nó có thể kết nối được Internet một cách đàng hoàng. Thì cái máy tính mà mình thực hiện trong cái bài lab này hiện tại thì đang có cái địa chỉ IP là 192.168.255.189. Thì lúc này mình sẽ thử ping kết nối Internet. Mình thấy là các bạn thấy là mình ping IP 8.8.8 được. Rồi, mình ping luôn một tên miền nào đó. Thì để cho các thao tác của mình thực hiện dễ dàng thì mình sẽ đứng từ cái máy Windows 10 ngoài đây. Mình tạo một kết nối SSH đi vào bên trong cái máy Linux của mình. Để mình chỉnh cho cái phông chữ của nó to lên một chút. Thì các bạn cần phải cài đặt những cái chương trình, ví dụ như chương trình GCC để các bạn biên dịch cái software được viết trên ngôn ngữ C, cái OpenSSL Development và cái BCRE Development để các bạn cài đặt các module của web server Apache. Rồi, mình sẽ install từng cái vào. Yeah, tiếp tục. Tiếp tục mình install cái thư viện. Rồi, quá trình cài đặt các thư viện cần thiết của mình đã xong. Thì bây giờ mình phải đi kiếm cái sụp load download của chương trình. Thì nếu như các bạn kiếm thì mình có thể đi vào Google. Rồi, các bạn gõ vào chữ Apache download. Các bạn sẽ đi vào cái trang chủ của Apache. Thì đối với cái đường mạng mình đang đứng ở đây anh sẽ hướng mình đi qua bên cái mirror của bên Viettel. Thì lúc này mình đã có đi sẵn bên đây rồi. Thì đi vào bên trong đây các bạn thấy là nó có cái folder lớn là folder Apache.
Trong Apache này á, thì mình muốn cài thành phần là web server á, thì các bạn sẽ đi xuống là HTTPD. Thì hiện tại phiên bản mới nhất của nó là phiên bản 2.4.18 mà, và mình sẽ copy cái đường link này nè vào trong cái máy của mình. Đây mình wget về, download cái số nó về. Rồi quá trình download của mình nó thành công mà. Sau đó thì các bạn làm cái việc là các bạn giải nén cái suất chương trình này ra. Thì cái folder nó giải nén ra sẽ là folder HTTPD 2418. Các bạn CD vô HTTPD 2418 ha. Mình đang đứng tại đường dẫn này, các file folder ở trong đây. Thì ở đây các bạn thấy có cái file configure. Nếu như chỗ này các bạn có chấm xuyệt configure. Vô cái biến là trừ trừ have, thì các bạn sẽ xem cái giúp đỡ cái lệnh configure của mình đây, nó sẽ truyền biến vào bên trong các cái hàm của trong cái sổ của chương trình của mình. Thì nếu như chỗ này, nếu như các bạn enter gọi chấm xuyệt configure enter thì chương trình nó sẽ lấy các cái hàm mặc định để mà nó chạy. Thì ở trong bài ở đây mình sẽ thử là gọi chấm xuyệt configure, tôi muốn kích hoạt cái module ASL thì tôi gõ vào enable ASL. Module SO nó cho phép các bạn là tùy chỉnh các cái Apache module trong lúc cái server đang chạy. Mình để lên level trong cái máy Xenon S6 mình đây ha. Đó, cho nó chạy. Thì các bạn thấy là nó báo mình là gì đây? Nó đang check-in và nó báo là ABR nó không có. ABR là viết tắt của chữ Apache Portable Runtime Library, nó sẽ không có. Và như vậy là lúc này các bạn phải làm cái việc là đi download thêm cái sụt của cái Apache Portable Runtime này vào bên trong cái máy của mình. Thì cái sụt download đó thì các bạn có thể lùi nó ra một cái folder. Lùi nó ra một folder ở đây. Thì các bạn để ý cái chỗ là ABR ở đây. Rồi thì chỗ này nó có hai cái loại file là ABRUT và ABR thôi. Thì cái ABR thì hiện tại là nó bản 152, mình sẽ copy cái đường dẫn này. Copy cái đường dẫn này. Mình download về. Hiện tại vị trí mình đang đứng là sạc root. Download về để đây. Tiếp tục mình download về cái ABRUT thì phiên bản là 154. Cũng download về luôn. Sau khi mình download hai cái chương trình này rồi thì các bạn sẽ làm cái việc là giải nén nó ra, giải nén nó ra và copy nó vào bên trong cái folder HTTPD 2.48 của web server của mình. Thì lần lượt các bạn giải nén nó ra, mình ta ngay đây. Cái ta mình đây là cái phiên bản thì nó sẽ đổi rồi nha, là 252. Rồi mình để vào đây. Giải nén nó. Thêm một cái nữa là bản ABRUT. Rồi. Như vậy đến đây thì mình đã giải nén xong hai 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 cái file đó. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển cái folder ABR152 này vào bên trong cái folder HTTPD 2418, bỏ vào bên trong folder sụt clip và các bạn rename nó lại là ABR. Tương tự ABRUT 154 các bạn cũng bỏ vào folder sụt clip mà các bạn rename nó lại là ABRUT. Thì mình sẽ để cái dòng này vào bên trong. Đó, tôi để dòng này vào bên trong tiếp tục. Rồi, thì lúc này các bạn CD vào lại sạc root HTTPD 2418 mình đây. Rồi, mình gõ vào cái câu lệnh chấm xuyệt configure enable ASL enable SO và mình nói nó là include thêm cái bộ thư viện ABR vào.
Rồi, các bạn thấy bây giờ là cái quá trình nó tạo cái file configure của mình đây ha. Nó đã bắt đầu nó hoạt động. Sau khi cái tiến trình này nó chạy xong thì các bạn sẽ cho nó chạy cái câu lệnh make. Đây đã xong ha, bây giờ mình chạy nó câu lệnh make. Lệnh make của mình đó, nó đã hoạt động xong. Thì bây giờ để cài đặt thì các bạn dùng câu lệnh make Rồi, thì đến đây thì mình đã cài đặt xong cái web server Apache từ mã nguồn. Thì lúc này mình sẽ thử là khởi động ha, khởi động cái chương trình nó lên. Thì để mà các bạn khởi động cái chương trình nó lên á, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái máy tính của mình ở đây, cái hostname của nó tên gì. Ví dụ như máy mình hostname đang là srv01.vm.lab ha. Cái máy của mình ở đây nó đang có cái IP là 255.189. Thì lúc này bây giờ mình sẽ mô tả cái file host cho nó một cái. Chín hai một sáu tám hai năm năm một tám chín srv01.vmware.lab. Rồi mình xem cái file này lại. Thì cái file config của cái Apache 2 của mình ở đây á, nó đang nằm bên trong cái folder là usr local Apache 2 và folder config. Thì lúc này mình sẽ cd vào bên trong cái folder này. Rồi, các bạn lỡ các bạn nhìn một cái thì các bạn sẽ thấy nó có là cái file là http config nè. Mình vi cái file này ra. Rồi, các bạn thấy cái kiếm xuống cái biến server name. Này, ví dụ như chỗ này mình sửa là cái server admin chính là mình đi. Này sẽ là admin a cộng chấm vmware chấm lab. Rồi cái biến server name, nếu các bạn khai báo bằng tập mềm như đây thì server name của mình đây là sẽ là srv01 ha chấm vmware chấm lab và cho nó hoạt động ở bậc 80. Rồi mình thử sao lại. Ở đây các bạn sẽ thử là start cái server lên. Thì để mà start cái server lên thì các bạn sẽ cd vào usr local apache 2. Thì trong folder này nó có folder bin, bin các bạn kiểm tra. Thì trong đây nó có một cái file là apache control. Các bạn thấy có câu lệnh là apache ctl trừ k là console và hành động là start. Để kiểm tra coi là web server đã start hay chưa thì các bạn có thể kiểm tra bằng cái lệnh kiểm tra bot 80. Thì các bạn dùng câu lệnh nstart trừ l t u n b và các bạn rep rep cái giá trị 80 ra. Lúc này bạn thấy là có tiến trình HTTP đi nè ở cái bot 80 ở đây. Bây giờ thì mình sẽ thử kết nối vào bên trong web server này. Mặc định thì cái máy Linux của bạn thì nó sẽ có cái firewall bảo vệ và nó sẽ không cho ứng dụng kết nối vào một cái bọt lạ. Thì cái ứng dụng web server của mình ở đây nó mới được cài đặt thì nghĩa rằng cái firewall của máy tính của mình nó sẽ không có cho phép.
Thì để mà mình kiểm tra cái kết nối vào bên trong cái web server của mình ở đây thì mình sẽ tạm thời mình stop đi cái firewall. Stop được cái firewall. Rồi, bây giờ mình thử kết nối vào. Nhập vào 192 168255.189. Đó, thì các bạn thấy là nó ra cho mình cái trang web là Xquad ha, nghĩa là cái mình đã cài đặt thành công cái web server Apache ở phiên bản 2.4.18 ở trên cái máy Linux Xenoverse 6. Thì khi mà các bạn thực hiện cái khi mà các bạn cài đặt cái software từ cái mã nguồn á, thì mọi người lưu ý nhớ là mình phải chuẩn bị cái máy của mình có đủ thư viện để hỗ trợ trong quá trình cài đặt. Nếu không thì các bạn sẽ phải xử lý rất là nhiều lỗi liên quan tới việc là lúc tôi biên dịch thì nó cần cái chương trình CC, nó không có thì nó sẽ báo mình nó cần phiên dịch C cộng cộng, không có thì các bạn thấy là nó cũng sẽ báo lỗi cho mình. Mình cài sẵn những bộ thư viện như vậy thì sẽ giúp cho cái quá trình biên dịch của mình nó sẽ nhanh hơn. Và thì đến đây thì mình sẽ kết thúc cái bài số 4 mà cài đặt software từ mã nguồn. Rồi, tôi chào các bạn.